Xin chào quý vị và các bạn. Nay mình ở trên sửa chữa đầu đĩa ô tô và lắp đặt cung cấp các linh phụ kiện màn hình Android ô tô. Nay mình đang nhận chiếc xe con Ford Eco. Là Focus gì vậy? Như con này là Focus vậy, không phải Eco đâu. Nó có hình dạng như này và nó đang bị cái trường hợp mà chạy chập chờn, lúc được lúc không, ngay cả cảm ứng cũng chập chờn, lúc được lúc không. Thì khách bảo là lúc lên lúc không, rồi chạy nó cứ loạn sinh ngẫu lên. Cái trường hợp con này thì chắc là lỗi bo CPU. Để sửa con này thì các bạn phải tháo nó ra. Mình hướng dẫn các bạn cách tháo luôn. Tháo đầu tiên các bạn tháo từ dưới này để mình xem này. Ở bên dưới này có hai nó hoa thị này các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy này. Con này còn Focus 2015 nhé. Chắc là 2015 các bạn có thể lấy cái hoa thị các bạn tháo ốc hai ốc bên dưới ra. Ok, sau khi tháo được con ốc ra là các bạn cầm nhấc cái này ra nhé. Các bạn thấy đối với cái đầu nắp ngoài này thì các bạn nhấc cảm giác nó dễ dàng nhé, nhưng mà cái đầu theo xe nhấc nó cũng không dễ lắm đâu. Các bạn tháo nắp ra thấy không? Ok các bạn, bây giờ thì các bạn tháo phần này, là tháo được cái chiếc màn hình của nó ra, tháo hai ốc này nữa, hai ốc hoa thị này nữa, nên tháo nốt hoa thị. Khi tháo hai ốc rồi các bạn có thể tháo được chiếc kéo được chiếc đầu này ra rồi. Kéo chiếc đầu này ra để nghiên cứu xem nó hỏng cái gì. Ở cái phần mà khả năng nó hỏng ở đầu chính. Với cái loại bệnh này khả năng nó hỏng ở trên đầu chính. Các bạn phải kiểm tra cái bo CPU của nó ở trên đầu chính xem nó có bo CPU hay không. Nếu nó có bo CPU các bạn phải đóng lại trước. Không có bo CPU thì các bạn phải kiểm tra xem nguồn nghiếc nó như thế nào. Cái phần màn hình này khả năng nó không bị phần màn hình. Màn hình hiển thị rất là tốt rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn chưa hỏng chiếc đầu này thì hãy tháo ra chiếc đầu ra gửi về cho mình là được nhé. Ok, sau khi sửa thì nó đã chạy ngon lành rồi các bạn ạ. Cái này nó nối ở một con nguồn nó yếu, con nguồn tạo 5V. Mà nó khi nó yếu nó xuống còn có 4V nên nó chạy nó chập chờn lúc được lúc không. Đây khi bây giờ nó chạy khá là tốt rồi. Mình cho dù mình không thay cảm ứng. Đóng cái đấy vào anh. Đóng cánh cửa vào. Bây giờ mình đang trong quá trình đóng nó vào. Đóng vào thì đóng ngược lại với vậy tháo ra thôi. Cái này nó chạy cái dòng màn này nó chạy. Định vị ở chỉ đường. Chậm chậm. Anh xem hộ em ấy. Sao nó cứ vẫn đang ở Vĩnh Phúc ấy. Con này không dẫn đường không chạy đâu anh ạ. Con này dẫn đường đang chạy V27, nó không còn chạy nữa đâu. V27. Đâu. Đây. Số nổi mà cam này khá là nét. Ok. Đây, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn hỏng chiếc đầu này thì hãy tháo chiếc đầu này gửi về cho Bùi Hiếu giúp các bạn sửa chữa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.